Xin chào tất cả quý các bác nhé. Hôm nay em quay cho các bác cái mẫu chậu thuận buồm xuôi gió và mã đáo thành công. Cái hàng này là phổ thông năm ngoái em cũng đã làm rồi. Thì thực sự như là năm ngoái là em làm dòng cây trực tiếp từ đầu năm, nhưng mà do là cái nỗ nó hơi nhỏ cho nên là chăm sóc nó hơi kém, để mà lượng xi măng nó chăm sóc là kém. Nhưng mà năm nay em cải tiến nên em sẽ làm theo kiểu như này. Em sẽ làm một cái miệng nỗ như này, thì quý các bác là chỉ việc gọi là, nhưng mà dòng này em nói là chỉ thả được chậu nhựa, dòng chậu nhựa 320 và 330, nó sẽ thả vừa đúng khít như này luôn. Như mặt hàng như chậu này thì các bác có thể là mua chậu nhựa, chi phí của chậu nhựa thì nó rất là mềm. Thì các bác kèm theo những mẫu chậu này đưa vào thì đi bán cây nó nảy giá lên rất là cao. Thì em nói chung là khách đặt muộn quá, cho nên là em làm được có tầm khoảng 70-80 cái thôi. Cho nên là em quay lên cho các bác xem, nếu mà bác nào mà thiện chí mua hay là có muốn đặt sang năm, chứ còn năm nay mà các bác có đặt tầm này thì em cũng không làm được. Thì đặt sang năm thì các bác đặt sớm trước khoảng 2 tháng đến 3 tháng. Thì các bác mà muốn đi số lượng nhiều, như này là bác ở Hải Phòng đây, bác ấy đặt nhưng mà thực sự là tầm 20 ngày mà bác ấy đặt như này thì làm sao làm sể kịp được. Đấy, cho nên là nó còn gắn vào chờ khô mới sơn được. Cho nên em làm được số lượng nó không được nhiều. Thì bác bảo là thôi năm nay tạm thế vậy. Thì số lượng cây chậu nhựa quý các bác đi mua nó rất là rẻ thôi. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì đặt hàng cho sang năm đấy, gọi là giáp Tết sang năm, thì có thể đặt trước trước khoảng 2 đến 3 tháng thì em sẽ làm được số lượng nhiều. Chứ còn đặt muộn thì em không làm được. Thì cũng tiện chia sẻ đến quý các bác là cái nô dù 50 nhà em đây. Thì đợt vừa rồi là các bác là sợ không chín, thì hôm nay là vào ngày nay là vào ngày 11, tính ra chuẩn là vào ngày 11 đấy, ngày 11 nhá. Tầm này quả bắt đầu là chín và các quả xanh đang mã vàng chanh nhá. Em sẽ đi sơ một lượt cho các bác xem. Nói chung thực sự là hôm nay là em chia sẻ đến các bác vậy thôi. Còn vườn dù 50 này thì nhà em đã bán hết rồi. Khách cũng bốc cũng tương đối là vãn vãn rồi. Cho nên là các bác mà có nhu cầu mua dù 50 hay là 60 thì sang năm liên hệ em sớm sớm một chút. Em thì em bán giá rất là mềm thôi, cho nên là em bán cũng nhanh hết. Đấy thì em cũng xin dừng clip tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.